nhá, mai lở được 100 lẫu nhá. Mình có khách. Mộng sư tử nhá. Bà con nào muốn nuôi đạt đầu cân hiệu quả kinh tế cao thì alo đi em. Bên em chỉ bán một loại mộng sư tử. Cậu vừa lở xong, lòng nó còn ướt. Đạt cân hàng đẹp à. Anh mà tám 10 con nuôi về nuôi hơn tháng, bây giờ 3 cân tổ dã mát. Không còn nó còn để cho ăn mình nghỉ với ăn mình. Sư tử nuôi con được rồi, từ 7 cân đến 8 cân, con mái là từ 5 cân rưỡi đến 6 cân rưỡi. Đây, gửi đi cho khách rồi nhé. Đây, chỗ ai gửi cho khách 100 con nhé. Gà đang rất là chạy. Con là nuôi vào làn ngỗng alo ngỗng nghe em bảo hành luôn nhé. Sư tử nó phải có hầu phùng nha đấy, ngỗng sư tử nhé. Lông không được quá vàng, lông mà vàng không phải đâu nhé. Lông mà xanh vàng kia là ngỗng lai nhé. Bà con nào nuôi liên hệ theo số điện thoại trên tường.